vị Phật tử quen quen nhưng mà cũng lạ lạ. Ai là lần đầu tiên đến đây gặp thầy thầy có chính lần đầu tiên? Ôi cũng đông ha. Có gặp rồi. Tháng năm thầy quá thầy hỏi nữa thầy không sao. Cũng người giơ tay nữa. Thì bởi vậy. Thì như nãy là có giới thiệu thầy giảng ngày thứ sáu và thứ bảy, mỗi ngày có 3 thời, thì trung bình 1 thời là 1 tiếng rưỡi. Thì giờ thầy phải giảng 12 giờ. Ôi vậy đây thầy phải giảng 1 tiếng rưỡi chứ, thầy mất 20 phút mình. Thì thượng tọa giáo thọ thì dĩ nhiên là tại vì thương người em ở phương xa không, thành ra ca tụng hơi nhiều. Thật sự là thầy đâu có mà bản lĩnh dữ dội vậy. Thật sự nếu mình nói về giới học thì các thầy Việt Nam cũng có nhiều người rất nghiên cứu rất là hay. Chỉ như Việt Nam mình không kể đâu, bởi vì Việt Nam mình là quá nhiều cao thủ rồi, chỉ nói hải ngoại thôi. Thì ở hải ngoại là từ năm 75 giờ 35 năm. Thành ra hải ngoại vô ca cũng nhiều hơn. Đi nhiều nơi, thấy nhiều chỗ, thì đi Đài Loan, rồi qua Hồng Kông, rồi đi Tích Lan, rồi đi Mã Lai, Tân Tây Lan, Úc Châu, tìm cầu đạo đức, tìm cầu học đạo. Thì học thì cũng chút đỉnh thôi chứ không có gì nhiều. Thành ra chưa chữ luật sư thì nghe nó hơi nặng nề. Khi mình nam mang cái gì lên á thì giống như cái cùng vậy. Thành ra bỏ bớt cái nào nhẹ đó. Thì thật sự là mấy năm nay thì chú trọng đến tịnh độ với lại Bồ Đề Tâm nhiều hơn. Và có quan điểm về chế độ có thể cũng thay đổi. Nó khác hẳn với cái gì những gì thầy nghĩ 25 năm về trước. 5 năm về trước là lúc đó là hoàn toàn chỉ nghĩ đến cái giới luật thanh văn thôi. Chỉ muốn là cạo đầu xuất ly, từ bỏ tất cả, đóng cửa, lên núi tu khổ hạnh, độc cư. Nó đi nó đến giữa cái cực đoan của cái khổ hạnh ngoại đạo. Nhưng mà từ từ rồi nhờ ở Đài Loan, bởi vì Đài Loan là thật sự là nếu mà nói hiện đại mà theo tin tưởng thầy thì vẫn là cái trung tâm của Phật giáo đại thừa trên thế giới, chứ không phải Việt Nam mình. Việt Nam mình nếu mà nói Phật pháp đại thừa thì theo thiên ý của thầy đó, tức là thầy có thể là lệch lạc, nhưng mà thầy nghĩ rằng không thể là so sánh với Đài Loan được. Thì từ từ bị ảnh hưởng và thầy cũng tự mình tìm hiểu ra, thì thầy thấy rằng học Phật pháp đại thừa là phải học tập giới, đó là quan trọng. Mà trước khi mà muốn căn bản của cái học Phật pháp đại thừa là phải phát tâm Bồ Đề. Thành ra đấy là hai cái yếu điểm mà từ đây cho đến về sau là khi đi đâu có nhân dịp mà hoằng pháp là thầy sẽ chuyên đề về hai cái đó. Thầy nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, không? Thì bây giờ mình nhất nghệ tinh trước đi, rồi không biết chừng là thân vinh thì lúc đó đến sau. Thì hôm nay đó thì cái chương trình của mình á nó chia làm 4 phần. Phần thứ nhất á là thầy giảng về cái phương phát tâm Bồ Đề, tức là nói là lợi ích của tâm Bồ Đề. Rồi phần thứ hai đó thì thầy giảng cái cốt tủy của Bồ Tát giới, tức là lấy ở trong cái quyển sách này. Dĩ nhiên là mình sẽ không có thời giờ để mình đi toàn bộ quyển sách này, không cách nào được, mà chính thầy cũng không hiểu rõ hết. Thầy dịch lần thứ nhất
là năm 2006, và hiện giờ đang chỉnh đốn lại để có thể sang năm tái bản. Thì nếu mà sang năm mà sau tháng 6 thì sẽ có nhiều thời giờ, thì sẽ đầu tiên là sẽ hoàn tất cái bản dịch của Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận. Thì sang năm sẽ tháng 7 qua đây thì thầy giảng rồi đó, nhưng mà in thì có kịp hay không thì chưa biết. Dạ. Giảng cái phần này đó, rồi sang năm thầy sẽ cho tái bản lại, thì hy vọng nó hoàn chỉnh hơn chứ nhiều si. Để đọc lại thầy thấy rằng cái dịch văn luận lủng củng và đồng thời nó còn nhiều chỗ thiếu sót. Rồi thường thứ ba đó là mình sẽ học về nghi thức pháp Bồ Đề Tông. Có thầy nói thầy giảng cái đó, thầy cho pháp tông năm hình như 2008 phải không, lúc mà thầy giảng về pháp mang tu nhân, thì có một số Phật tử họ yêu cầu được pháp tông hoặc là muốn pháp tông lại, và cái đó là điều quan trọng. Nhưng mà trước khi mà pháp tông thì thầy sẽ giảng về cái nghi thức pháp tông tỉ mỉ hơn chút, chứ không phải A Thị Phù lên rồi mình đọc trong pháp văn pháp nguyện văn thì mình không hiểu rõ. Còn phần quan trọng cuối cùng đó, tức là cốt tủy của cái buổi mà khóa giảng kỳ này đó, tức là về giới Bồ Tát Đại Gia, tức là mình sẽ có phần giải thích. Thì thầy đã có in những cái phần học này mà có đem qua, thầy không biết là bao nhiêu Phật tử để ghi danh, thì thầy có làm 60 phần thôi. Nếu mà thiếu thì quý vị có thể tạm thời chia nhau hai người một copy cũng được, còn nếu không mình sẽ có cho người in thêm nếu mà cần thiết. Không gì là Phật bây giờ hả, bây giờ cho phép rồi nha. Đây là cái phẩm thứ nhất của cái quyển mà nhập Bồ Tát Hạnh. Thì mới vừa mấy tuần trước à, có một nhóm Phật tử có bạch với thầy Pháp Quang là muốn in lại cái quyển nhập Bồ Tát Hạnh của Ni Sư Trí Hải mà mình đã cho in năm 2003, tức là 7 năm về trước. Thì không biết có sự trùng hợp hay không, thì năm 1999 tự nhiên thầy gặp được cái quyển nhập Bồ Tát Hạnh của ông Trần Ngọc Giao. Trần Ngọc Giao dịch thì cái bản đó là cái bản mà Ni Sư Trí Hải cũng dùng để mà dịch sang tiếng Việt á. Thì lúc đó thầy còn bày lo chứ thầy cũng không biết Ni Sư Trí Hải làm cái này. Thì ông Trần Ngọc Giao sau khi ông làm cái này đó, ông là người đầu tiên mà dịch cái quyển nhập Bồ Tát Hạnh này sang tiếng Việt, qua sang tiếng Hán. Thì mấy năm sau cũng đi tu nữa, còn thành pháp danh là Thích Dương Thập. Người thầy đó thì thầy thấy rất hay, tự nhiên thầy cảm nhận được có sự thích thú. Thì cái bản dịch của ông Trần Ngọc Giao là 4 câu 5 chữ, mà thầy cứ y là lập y cái thể của ông là mình cũng là 4 câu 5 chữ. Thì nó khó, bởi vì 4 câu 5 chữ tiếng Hán ra 4 câu 5 chữ tiếng Việt nó rất là khó dịch. Nhưng mà thầy cố gắng thì rặn chữ ra không rất là khó, không đôi khi bị bón á. Không bón trong tâm chứ không phải là bón trong thân thể, phải. Tức là khi mình rặn không ra tức là mình bón gì nữa. Nhưng mà lúc ra không? Cái gì cũng vậy, mình tập trung mình cố gắng. Thì nếu mà dịch không á, thì nhiều khi những đoạn mình sẽ không hiểu, thành ra mình mới có lấy những cái quyển thầy Đức Trường Thầy về ở bên Wakanda thì rất nhiều sách tiếng Anh, rồi thầy dùng cái bằng những bản tiếng Anh nó làm phụ chú,
thì mới đúc kết thành cái quyển này. Thì cái quyển này đó thì đang cho in, thì có thể là vài tuần nữa nó sẽ có, thì sẽ gửi qua đây phát cho quý Phật tử là tháng 7 sang năm. Nếu mà thầy qua đây đó, nếu mà không có tán tận đó thì thầy sẽ qua đây thì và giới thiệu cái cuốn sách này. Thì đây là cái để quảng cáo trước, nó thầy mới cho in cái phẩm này. Phẩm này mấy năm trước thầy nghĩ, thầy nhớ thầy có đọc rồi, nhưng mà lúc đó chưa có phụ chú. Thì cái này đó là cái quyển nhập Bồ Tát Hạnh này đó. Thì như trong cái phần giới thiệu mà thầy để trong cái quyển nhập Bồ Tát Hạnh của cô Tiến Hải đó, là quyển sách một trong những bộ luận gối đầu. Cuốn sách gối đầu là cuốn sách sao? Là mình đọc hoài à, mình để đầu giường, mình lúc nào thuận tiện mình thò ra mình đọc. Thành ra là gối đầu giường, cuốn sách gối đầu giường. Thì chỉ có 6 bộ luận được coi là những cái cuốn. Thì chỉ có 6 bộ luận được coi là những cái cuốn sách gối đầu giường. Thì quyển nhập Bồ Tát Hạnh này đó là một trong 6 bộ luận đó. Mà hình như là bất cứ một cái pháp sư Tây Tạng nào cũng đều giảng về bộ luận này. Từ Việt Nam, ngạc nhiên một cái là Việt Nam mình lại thích giảng về tiểu thừa. Cho nên thì rất là cảm thấy cảm khái. Và tuy rằng nó Phật tử Việt Nam mình là theo truyền thống đạo thừa, nhưng mà cái sự đó đại thừa là cái gì cũng không biết. À, đồng thời Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm là cái gì cũng ít người phát huy. Thì ở đây có thầy giáo thọ chuyên về tịnh độ, giỏi về giới luật, giỏi về mật tông. Là quý vị có đây là một cái kho tàng từ kinh luật này, là có một cái kho tàng hiếm có mọi vị thầy khai thác. Ngoài cái phẩm này đó, thầy nó sẽ đọc thêm cái này, tức là khuyến pháp tâm bồ đề của ngài Thiện Hiền. Nhưng mà dĩ nhiên thầy quên cái in ra, thì ra thôi để mọi thầy đọc. Thì tại sao mà cái sự phát tâm bồ đề nó là quan trọng? Ngài Atissa tổ Bậc Tông dùng mũ đen á, là khi mà ngài đi đâu mà giảng kinh á, thì chỉ giảng có hai đề tài. Thứ nhất là tam quy, thứ hai là phát tâm bồ đề. Thì ta mới ngạc nhiên, ta hỏi ủa tại sao ngài sở học mà cao thâm mà quảng bác như vậy, bao nhiêu là kinh điển mật tông mà phải ngài không giảng, ngài chỉ giảng có hai đề tài này mà hình như ai cũng biết đó. Tam quy ai cũng thọ rồi, ở đây người đại thừa nào cũng phát nguyện tâm. Ngài nói vậy hả? Nếu mà ngoài cái hai cái việc này ra còn cái nào quan trọng hơn không? Ông nói cho tôi biết. Còn ngoài cái tam quy và cái bất pháp quyền tâm ra còn cái gì quan trọng hơn? Ngẫm cho kỹ còn gì quan trọng hơn không? Hai cái này là căn bản, đặt nền tảng thì mình làm cái gì? Thành ra cái sự phát tâm bồ đề nó rất là quan trọng. Mà phát tâm bồ đề là cái gì cơ đó? Phải có người hướng dẫn mới biết. Tụng ngày nào mình tụng kinh xong đến sao có 4 câu pháp gì, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, kia là tứ hoàn thệ nguyện. Đọc xong vậy là phát tâm bồ đề sao? Phát không? Đâu có, cái nào trả bài cho Phật, phải không? Phát tâm bồ đề đâu phải vậy, nó sâu xa hơn nhiều. Tức là nó một cái gì mà nó là một cái sự đào sâu vào tâm linh của mình, nó như mặt nước vậy đó, nó như mặt nước vậy đó. Quý vị mà đứng trên mặt thì cứ thấy cái queo chọt chọt thì có được nước phun ra không? Chứ phải dùng xuống, dùng cào, dùng phúc, bất cứ gì phải tốn nhiều ngày nhiều năm nữa thì mới nó đục đến cái mặt nước, thì mặt nước nó bọt ra thì cái dòng suối tâm bồ đề trong đó nó mới phát ra được. Còn cái mà bốn câu phát vào thiện miệng
cứ mà phải nguyện nó giống như quyền đó, quyền lấy cái chỗ quyền quét trên mặt đất, quyền bị cội không, mặt nước nó vọt ra vậy đó, nó lắc động nữa. Để sự quan sát sâu xa mới được, nó là nguồn mạch tâm linh, nó là căn nguyên cho cái sự phát động cái tâm đại thừa. Mà cái căn bản của cái tâm bồ đề đó, nó phải khác khởi từ cái gì? Quý vị đến chùa và học Phật do động lực gì đến đây? Thầy giơ tay lên thôi, để làm quen đó. Động lực gì để đến chùa tịnh lực? Một Phật chứ mà thầy trụ trì đẹp trai sao? Không phải, thầy được trụ trì tướng hảo trang nghiêm như ngươi vậy, thấy không? Thầy trụ trì dễ thương. Và tới chừng thầy cứ nhăn lên cái thầy khó thương mới đi liền. Tại sao vậy? Tại sao có vụ đó? Tại vì tính tâm tới chung thầy không được, không vững, không hề có tính tâm, không hề tính tâm. Đến thì tìm sao? Tìm một sự đổ chát, thấy không? Đưa thầy 5 đồng thì thầy phải thương con nha, phải không? Thành ra cái đó mình, tại sao mình đi, mình di chuyển dễ dàng vậy không? Đời này mình đi bằng vận tốc nó là phản lực, mình đi từ chỗ này qua chỗ khác đi hết rồi. Thành ra mấy thầy trụ trì cũng ngán, bởi vì vận tốc của mình di chuyển rất là, hồi xưa ta đi bộ, bây giờ quý vị đi phản lực không à? Di động tính nó mạnh mẽ, thời đại truyền thông nó nhanh, thấy không? Nghe tôi điện thoại, cứ điện thoại đây cách 20 dặm cái là di chuyển liền, chứ xưa đâu phải dễ đâu. Thành ra bây giờ muốn mà học Phật pháp đó, đầu tiên phải có tinh tông, không có Phật pháp, không có tinh tông, không học Phật pháp được. Thành ra quý vị tưởng là mình đi nhiều chùa, mình nghe nhiều pháp rồi mình học Phật pháp, không phải vậy. Nếu quý vị không có tinh tông, xin lỗi, thấy không? Mà tinh tông là phải đặt vào cái vị thiền tri thức. Còn nếu mình nhìn được nhiều vị thiền tri thức đó thì không biết tinh tông vào ai hết, thấy không? Thấy thầy nào giảng cũng có lý, thấy không? Đúng cuộc rồi, thành ra cái mình muốn trồng được cái tinh tông được. Cái đó đó là mình, cái căn bản đầu tiên để động lực để mình tìm đến Phật pháp đại thừa đó là cái gì? Ai không biết bắt giờ phải lên hả? Và cho lúc đó tìm giải thoát, ai tìm giải thoát để đến chùa, ai tìm có một tiền giải thoát đến chùa, đưa tay lên cho thầy. Một người, hai người, ba người, đi sai đường rồi, đi sai đường rồi. Pháp tâm nghe tưởng thừa vậy, thấy không? Thầy không có phải mục đích giải thoát để tới chùa đâu. Thầy mục đích giải thoát là để làm gì? Không có quan trọng, không phải là quan trọng, nhưng mà không phải là, nó không phải quan trọng nhất, phải không? Bữa nay tự nhiên thầy đang nghe nói đến chuyện, đến nói chuyện điên đảo ha, có điên đảo không? Không có. Thì bởi vậy cho nên phải nghiên cứu điện tại thừa, dĩ nhiên là phát tâm giải thoát rồi, nhưng mà nếu mình là chỉ chuyên tâm giải thoát thì nó khác rồi, nó lại khác. Thì nên thằng Hải sao? Phát tâm học đại thừa. Cái động lực để học đại thừa là gì? Là tâm bi, chứ không phải tâm chấm, nhàm chán, sanh tử. Quý vị nhàm chán, sanh tử, quý vị vào học Phật, quý vị đi theo thanh văn thừa. Quý vị vì thương chúng sinh, quý vị học Phật. Thì quý vị mới học đại thừa. Anh nói quý vị không vẫn lẫn lộn giữa đại thừa và tiểu thừa, thế không? Không phải là sự giải thoát không quan trọng,
Nhưng mà nó nặng hơn nữa là mình vì chúng sinh mình mới học Phật. Con đến chùa để con học Phật là vì con thương chúng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là mình thương người ta thì nó sang mình thương mình trước, phải không? Mình thương mình trước chứ. Bởi vì cái sao vậy? Mình chưa thấy đồng tình với chúng sinh. Mình đặt cái mình vẫn còn thấy mình là nặng. Cũng như cái đầu tiên mà thầy phát tâm thì cũng vì chúng, vì chính mình mà mình đi. Còn cái sự mà học phát tâm Bồ Đề sau này, phát tâm này thường sinh là do cái sự hiểu biết từ từ, là do có người giảng, do cái căn cơ của mình hồi xưa. Thành ra đến đây học Phật là bởi vì đầu tiên là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, chứ không phải độ mình trước. Nếu không thì đọc nó chúng sinh vô biên thể độ là độ ai vậy? Mình thấy không? Căn bản mình thấy mình cái câu đầu tiên mình đọc mình không hiểu rõ cái nghĩa. Mình nói chúng sinh vô biên thượng độ, độ mình lo độ mình trước hơn chạy trước mình. Trong khi mình ai chết mặt ai, thấy không? Thành ra cái căn bản đầu tiên đó là phải cái phát cái tâm Bồ Đề, nó quan trọng vô cùng. Thành ra hôm nay hai ngày, trong hai ngày hôm nay mục đích của thầy đến đây thì chỉ mong mình sẽ khởi phát được cái mầm mống, cái nền, đặt cái nền tảng căn bản cho cái sự học đại thừa. Chỉ như quý vị nói, nghe bây giờ quý vị cũng biết đại thừa, tiểu thừa là cái gì, nhiều người như vậy. Ai hiểu rõ đại thừa là cái gì thì phải biết. Có nghe gì nghe đại thừa chưa? Có nghe đại thừa chưa? Không phải đại thừa, đại thừa Bồ Đề Tông. Thành ra quý vị đó, rất là nhiều Phật tử ngạc nhiên là họ lung tung hết. Thấy chùa Năm Truyền cũng đến, chùa Bắc Truyền cũng không đến, rồi thấy mấy thầy Tích Lan hay mấy thầy Thái Lan cũng đến để lễ cũng bằng lung tung, cũng theo nghe pháp rồi lung tung. Ở đâu mình không có sự chọn lựa là bởi vì mình phải tính tâm, và nhất là tính tâm đại thừa. Khi mà nếu người mà đạt được tính tâm đại thừa hoặc là vì mà khác khởi phát cái Bồ Đề Tông, nó cảm nhận như là một cái nguồn sinh lực ở trong trong nó vọt trào như này. Người sống cứ nhắm mắt mình cảm thấy là toàn thân rung bần bật, cảm nhận được cái sự mà mạnh, xúc động rất là mạnh mẽ, tự nhiên cảm thấy thương chúng sinh vô cùng. Bây giờ mình không thấy được, rồi bây giờ mình có thời gian quan sát thì thần học Phật không có cố cánh, không học Phật không có chu đáo. Thì hôm nay đó là nếu vị trong hai ngày hôm nay mà còn thắc mắc những từ ngữ như là thuật ngữ như là đại thừa, tâm Bồ Đề, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Giới, thì thầy sẽ cố gắng, đây là cái sự hiểu biết của mình, thấy không? Giải đáp và là đem là chia sẻ những cái kinh nghiệm để mình cùng nhau học hỏi. Thì một khóa học lập ra không phải là mục đích để tụ tập lại để mà cho vui, phải là cái một cái vị trụ trì khi mà họ là một đạo trường có cái tâm chín chắn, có chí nguyện tha thiết là vì chúng sinh, nó khác. Họ muốn vị đến đây để học hỏi tiến bộ. Thành ra thầy cũng không có ngại, quản ngại đường xa, không? Hồi xưa mà chưa có xe, chắc phải đi xe ngựa xuống. Chống gậy đi con xe. Cái là chống tích đó, chống tích. Chống tích chứ, chống tích. Đó là chống cái tích trưởng á, đi từ từ. Từ đây qua đến Cali qua đây chắc mấy 3 tháng đi bộ. Ngày hơn 3 tháng rồi hả? Cô này cô nhát này đâu, 3 tháng gì đâu. Ngày đi được 10 mau không? Ngày đi 10 mau đi ha. Không chắc 20 mau được, ngày cũng đi 20 mau à. 1600 dặm là thì đi như 80 ngày ha. Hơn 3 tháng. Rồi đi về 3 tháng là 6 tháng rồi. Chặt giờ già mau rồi. Hôm nay đó thì cái phẩm đầu tiên của cái
Thì hôm nay đó thì cái phẩm đầu tiên của cái phần muốn giảng là lợi ích của tâm Bồ Đề. Thì Ngài Tịch Thiên đem cái tâm trạng của một cái người mà học Bồ Tát hạnh, Ngài mới soạn cuốn sách này. Thì theo mà thuyền thuyết á, thì Ngài Tịch Thiên á là một cái hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Nhưng trong đây dĩ nhiên không bao giờ mà người ta lộ hình thức hết. Trong cái quyển mà kỳ này đó, thì in cái quyển mà Ngài Bồ Tát hạnh tập chú này nè, thì có dịch cái tiểu sử của Tịch Thiên rất là dài, và chịu khó tôi sưu tập. Những gì mà sưu tập được thì sưu tập để vào đó, thì hy vọng ở đây sẽ được lợi ích. Thì đây là dẫn nhập, tức là vì khá khởi cái sự hứng thú để mà đọc. Rồi nhiều khi đọc đó không hiểu thì nó phải chú giải thêm. Bắt đầu mình vào chánh văn thì lợi ích của tâm Bồ Đề, tức là đây là nói về cái sự lợi ích, là khuyến khích mình phát tâm Bồ Đề. Thì cái ngày thì thiền phải nói nhiều lý do. Thì lạy khắp mười phương Phật, Bồ Tát Thiền Thánh Tăng, nương vào pháp xin được nói, Phật tử lục quy hành. Thì cô Trí Hải cô dịch tiếng văn xuôi, rồi sau đó thầy Pháp Văn yêu cầu thầy dịch tăng, tôi ni sư dịch văn vân. Văn vân thì ni sư dịch 7 chữ, thầy dịch 5 chữ. Thành ra nhiều khi cái văn hơi khô khan, thì có dịch ví dụ như chữ Phật, bản tiếng Phạn dùng chữ Sugata. Thiện thể, thể này không phải là thể nguyện mà thể là đi. Thể là đi, thiện thể là khéo đi. Khéo đi hoặc là khéo đến, cho là bậc khéo đi đến chỗ giải thoát. Phật tử, tên gọi khác của Bồ Tát. Thế là quý vị Việt Nam mình được hân hạnh là các thầy kêu quý vị là Phật tử, là đương nhiên sao? Công nhận quý vị là Bồ Tát, phải không? Bởi vì Phật tử Đại Thừa là Bồ Tát. Chưa biết quý vị có pháp 100 hay chưa, nhưng mà đã vào chùa Đại Thừa, phát khởi tính tâm Đại Thừa, thì tương lai sẽ thành Bồ Tát. Nếu mà phát ngày mai sau buổi truyền giới thì tất cả ở đây đã có một số Bồ Tát rồi, như thầy biết rồi. Không, những người chưa thọ giới Bồ Tát thì chưa phải là chính thức Bồ Tát, nhưng mà ngày mai sau khi thọ giới Bồ Tát xong, được đắp y lên, tức là ở dưới con chân con hoa sen đó, em ở dưới chân có bắt xe hoa sen bước đi giống như Đức Quán Thế Âm rồi đó. Thành ra vì phải chụp hình ngày mai, chụp hình tu niệm nhau. Thì tương lai thì hy vọng là sẽ có cái công đức. Thật sự là trong đây nó nói từ từ cho phải hiểu tại sao nó quan trọng như vậy. Trong đây, tức là trong quyển luận này nè, không có gì mới đó. Tức là Ngài khiêm nhượng thôi. Dĩ nhiên tất cả những cái người mà họ tu hành cao thường thường họ rất khiêm nhượng. Là Ngài nói là trong cái quyển luận này tôi viết này không có gì mới mẻ. Đọc cũng toàn văn cũ không à, tôi cũng lấy kinh tôi chép lại thôi, không có gì mới. Tôi không rành âm luật, tức là tôi không biết làm thơ nữa. Thành ra quý vị đọc lên nghe rất khô khan, mà thầy cũng không rành âm luật nữa. Thành ra hai người làm luận, nhà người dịch luận đều không có biết âm luật. Thành ra văn chương hơi khó hiểu và hơi khô khan tí. Đâu dám nói lợi người, tức là tôi đâu có dám nói là cái quyển luận này sẽ lợi ích cho người khác đâu. Bởi vì tôi tại sao vậy? Soạn luận để tự tu. Tôi soạn quyển luận này nè để mà tôi lấy đó, tôi làm cẩm nang tôi tu hành thôi à. Không ngờ nó phổ biến đến ai cũng biết hết, nhất là Tây Tạng. Nhờ tu theo thiện pháp, niềm tin dần tăng trưởng, những người cùng duyên lành nhân đây đều lợi ích.
nhờ tu theo thiện pháp. Thiện pháp này là gì? Phải đem mới giải thích. Thiện pháp là gì? Thiện là gì? Pháp. Thiện là gì? Thiện không phải là hiện. Thiện xảo hả? Không, thiện đây là lành. À, pháp lành. Tu pháp lành. Thiện pháp này là pháp lành. Nhưng mà ở đây không phải là pháp lành bình thường. Ví dụ vị ra, vị thấy người nghèo, vị bố thí cho 50. Lành không? Lành, nhưng không lành lắm. Nó còn hơi dữ, thì khi nó dữ nữa. Nhưng khi cái pháp lành nó thành nhân dữ. Hiểu không? Tại sao vậy? Tại sao vị làm pháp lành mà thành nhân dữ? Không phải cầu danh năng nha, nó dữ vậy. Không, ví dụ như vị phạm bố thí không? Nhưng vị không trừ giữ giới. Hoặc là quý vị bố thí mà vị còn hung hăng quá đi. Không bộ tâm sân của mình giữ điều phục. Thì vị thành gì? Atula. Cái nhân lành mà thành nhân gì quả dữ. Thành ra nhiều khi nhân lành cho chắc ra quả lành. Bởi vì sao vậy? Nhân này lành nhưng mà nhân khác dữ, nó cộng như thành lành dữ. Hiểu không? Nó kêu là tạp nghiệp. Cái nghiệp mình tạo ra nó tạp hết á. Nó không có gì thuần thiện hết á. Thành ra nhân lành chưa chắc ra quả lành. Thành ra nó ăn hiền ở lành, mốt ăn hiền lành chưa chắc. Nhưng mà dĩ nhiên phải nói vậy hồi quang mang. Không có. Dĩ nhiên nó thường thường thì nó ra lành, hiểu không? Nhưng mà đôi khi mình không biết khéo. Không khéo mà mình cũng giống như là cái gì? Cái thực thiền, cái mà tư lưu của mình đó. Mà mình tích tập tu thiện đó, pháp thiện nó giống như cái thuyền vậy nè. Nhưng mà mình phải khéo lái nó. Mình khéo lái chiếc thuyền thì mới đến chỗ mình muốn được. Còn mình vụn nó đông cho đá ngầm đó. Phải không? Thành ra vấn đề tu thiện nó cũng rất là quan trọng. Thành ra phải hiểu pháp mới được. Thành ra không phải tu thiện tu mù. Không phải nói là tu bố thí rồi cái này nó cúng chùa 50, 70, mốt nguyên. Cái quả lành nó giả sử mà được thì nó cũng là quả lành bình thường, nhân thiên, không có gì thù thắng. Thành ra ở đây đó, thuyền pháp này đó là tu của ác thánh. Cái người công đức này nè, cái người này nè là cái người đã phát tâm bồ đề rồi. Thành nó mới nói là sao? Cái niềm tin này là niềm tin đối với tam bảo từ từ nó tăng trưởng. Những người cùng duyên lành, những người cùng duyên lành với ai? Những người cùng duyên lành với ai? Đọc bà kể ra, suy ngẫm rồi ngồi trả lời thầy nghe coi. Vậy tôi nè, tức là ngài Tịch Thiên đó. Những ngài có cùng duyên lành với tôi, tức là ngài Tịch Thiên là người viết ra bộ luận này nè. Gặp đây, nhân đây, tức là nhân đọc bộ luận này. Các vị đã có duyên lành với tôi rồi. Thử vị đọc những kinh luận này nè, quý mới hiểu, quý mới thâm nhập. Cái đó là sao vậy? Phải có duyên với nhau. Ngày hôm nay thầy có chánh đến đây giảng, vì nghe vô, vì thích, bởi vì có duyên lành với thầy. Còn nghe trò rồi sao, muốn giảng gì đâu không, thì tức là chưa có duyên lành. Hiểu không? Nhưng mà đang gieo duyên, chưa biết là lành hay dữ không, đang gieo duyên. Hiểu không? Tức là đến đây ngồi đây, nhìn thấy được cái vị này, nghe được âm thanh, thấy được hình tướng, tức là gieo cái duyên. Nhưng còn lành hay dữ thì chưa biết. Chưa biết. Hiểu không? Có thể là trở thành duyên lành, mà cũng có thể là trở thành duyên không lành. Bởi sao lại nghe chán quá. Hồi đã lầm bồm chứ ha. Hiểu không? Thành ra gặp những người mà cùng có duyên lành với cái người tác giả của bộ luận này nè. Thì nếu một duyên lành với tôi đó, thì vì đọc quyển luận này, ta nhân đây tới định nhân đọc quyển luận này đó, quý vị đều sẽ được lợi ích. Còn những người chưa có duyên lành với tôi đó, tức là ngày thật thiên à, thì đọc quyển luận này có thể quý vị chưa được lợi ích.
Nhưng mà ít nhất cũng gieo duyên cho tôi, tức là Ngài Thịnh Thiên, là trong tương lai có thể sẽ được lợi ích. Hiểu không? Thì ý nghĩa cái bài kể là vậy. Thế nên đọc xong, đôi khi chỗ này cũng phải giải thích, nhưng mà thấy của nó bình thường vậy nào. Nhưng mà đôi khi vẫn còn hiểu lầm, là phải giải thích lại. Thân người khó gặp được, tức là cái thân người này khó gặp được, không phải là thân người là thân của mình nè, cái thân thành người nè, không phải lúc nào cũng đầu thai ra thành người được, không dễ đầu thai thành người. Nói tưởng là dễ đầu thai làm người, không dễ. Bởi cho nên cái người mà Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng họ rất quý trọng cái thân đang có này. Nó hy hữu vô cùng, không phải là dễ trở lại làm người được. Mình tưởng là nói tôi chết rồi, nó sẽ trở làm người chứ chắc. Chứ không chắc. Nói tụi ngày nào cũng đi chùa thế này, trời chắc chắn là phải làm người. Chắc là có thể hơi lạc quan. Thành ra cái cuộc đời mình lái đó, nó rất là nguy hiểm. Nhất là trong cái thời buổi này, nó cái nước xoáy đó. Nó là ngũ trượng nè. Nước nó xoáy mạnh vậy nè. Gió thổi mạnh nè. Lái thuyền đó, giữ cứng cái tay lái được. Cứng tay lái bằng cái gì? Giữ cứng tay lái bằng cái gì? Không phải. Chưa chắc. Niềm tin của Tam Bảo. Niềm tin là nó giữ vì là được hết. Nếu mà niềm tin là Tam Bảo thì sẽ giữ giới. Nếu mà niềm tin là Tam Bảo thì sẽ thực hành trì tinh tiến. Chứ mà nếu giữ giới không mà không có lòng tin thì nó sao? Giữa thời gian thì chán phèo, có gì nhạt nhẽo vô cùng. Thế nên tại sao thầy rất sợ bị cái luật sư. Nghe nó nhàm chán vô cùng. Trời, luật sư ở ngoài đời ta có thích luật sư không? Ghét được chết. Thì luật sư trong Phật giáo vậy thôi vậy. Tới nói toàn chuyện đạo đức, giảng phá giáo, giảng giới rất là sao khô. Thấy không? Rất là khô khan. Thành ra mấy thời giảng giới đó, thấy không? Lúc nào phải cười, chứ không cười là thiếu hả? Thiếu hả? Sẽ từ giảng. Nó giảng giới nghe rất sợ, không có phải là một cái điều dễ dàng. Ở ngoài đời mấy thầy thường thường đâu có bao giờ giảng, ít khi giảng giới. Quý vị mà những thầy mà giảng mà thiên hạ thích đó, là thường thường giảng những đề tài rất là dễ, rất thực tế. Vì cái nói chuyện gia đình này không, mấy người này cường hay là những cái chuyện mà xã hội này nọ, làm chứ người chọc cái gì không thấy thích thú cười đâu. Còn giảng giới vô ngồi thấy còn chừng bự. Chừng bự không sống động. Cho nên rằng họ tại sao họ không thích giảng giới là vậy. Tại sao cái ngàn nghe sợ. Rồi ở giảng này nghe khó quá, giảng kia nghe khó quá. Tại sao bác con phải làm này, bác con phải làm kia. Thì tự nhiên họ không muốn nghe nữa. Chúng sinh là vậy. Cái gì dễ thì họ tìm tới, mà khó họ tìm lui. Thấy không? Cái câu đó chứng gì đó. Trạng Trình Nguyễn mới kêu đó. Đúng là thầy đọc cái câu tượng kinh. Dễ thì tìm tới, mà khó thì tìm lui. Ồ thì thầy ta đọc sai rồi. Thì kiểu gì là không? À sao thì tìm lớn khó tìm đôi. À thầy dễ không? Thông cảm thấy không? Học không thuộc bài. Thân người đã khó gặp được. Đã được thân người rồi. Tức là đã sanh thành thân người rồi, là đã có thân người rồi. Là sao? Thầy cố tu thiện. Tu thiện này không phải là tu thiện nãy thầy nói, mà tức là tu Bồ Tát hạnh. Nếu đời này không tu, nếu mà đời này không tu thiện á, không. Nếu đời này không tu, nếu mà đời này không tu thiện á, không phát tâm thọ Bồ Tát giới, không phát Bồ Đề tâm, thì sao? Đời sao sao? Khó lại là sao? Khó gặp lại thân người này, thấy không? Vì khi sao đời sau được thân trời mà chưa cần gì thân người, chưa chắc cả. Ai thích một, ai phát nguyện một lần lên trời đâu anh? Có ai để phát nguyện một lần trời không? Tụi phải lên trời không? Phải không? Khó là chúc mừng. Thấy không? One way ticket, thấy không? One way ticket, maybe to hell, maybe later to hell. Không thì sự là vậy. Thành ra bên những cái đạo khác họ thích lên trời, nhưng mà
Đạo Phật thì không thích lắm. Thấy không? Bạn Phật thích cái gì? Thích gì? Ai vậy muốn về tôi có tình độ kỳ sao đâu? Ai muốn về tôi có tình độ? Ủa sao ít vậy? Ít vậy? Còn ai muốn ở lại? Không muốn ở lại hả? Vui gì không ở lại hả? Thầy có thể lại. Thầy lên trên trước hả? Dù có thể không? Có người dù. Con nói lại với thầy nhưng mà thầy phải dẫn dắt luôn thầy. Không không thật sự là đừng giảng, đừng để trở lại bài học. Rồi tới đây có giảng nè, tức là thầy lấy nguyện mà behold, tức là meaning food behold, thầy dịch ra cái đoạn này. Thì những cái này đó thầy nghĩ ở nhà biết đi đọc, không nói được theo thì nó sẽ lất rất là lâu lúc bây giờ. Giống như trời đêm mây phút chốc chớp ánh điện, như vậy nhờ Phật lực người đời xin tâm lành. Hai cái câu trước á là dùng ví dụ, cái mục đích là để nói hai câu sau. Như là trong một đêm mà mây che cái ánh trăng đi đó thì nó tối thù, nhưng mà giả sử có ai mà chốt ánh điện lên thì mình thấy được cái con đường mình đi, mình thấy được cái cảnh giới, thì người đời mình á phải nhờ đức Phật, oai lực của Đức Phật mình mới sinh tâm lành. Tâm lành ở đây là cái gì? Tâm lành nó gì? Phải là phát Bồ Đề Tâm. Nếu mà không có Phật đó, quý vị sẽ không bao giờ phát Bồ Đề Tâm. Thành ra quý vị muốn phát Bồ Đề Tâm thành Phật đó, quý vị xa lánh những ngài thanh văn, đó là những người thiếu thừa, phải xin lỗi. Nếu mà vị muốn thành Phật đó, thì phải xa những người đó. Bởi những người đó sẽ không cho vị cơ hội và không bao giờ khuyến khích vị cơ hội phát tâm thành Phật. Và ai thích thành Phật là thích ai thành A-la-hán. Ai thích thành Phật người cũng ít vậy sao? Ai thích A-la-hán? Tại sao vậy? Cái phần mô hình này đó không phải là một phân biệt, nhưng mà mình thấy được sự lợi ích của nó. Thành ra mình phải đi theo con đường mà mình cảm thấy rằng mình nhận thức nó là con đường mình muốn đi và nhất định đi theo. Thì như chỉ có nhờ Đức Phật thôi thì mình mới phát được cái tâm Bồ Đề. Còn thiên tiên quỷ thần đều không. Tâm lành thường yếu đuối, tâm ác rất hung hăng. Tâm lành này bây giờ tâm lành này không còn là tâm lành của tâm Bồ Đề nữa, mà tâm lành là tâm thiện thế gian. Cái tâm thường thường của mình cái tâm lành á, tâm lành theo nghĩa thế gian đó rất là yếu. Bây giờ hiểu pháp tâm học Phật cũng yếu, hiểu muốn pháp tâm bố thí cũng yếu, phải không? Nhưng mà tâm là gì? Á là tâm gì? Tham sân si rất là dữ, rất là dữ. Quý vị không thấy không? Không thấy đâu, tôi đâu có tham sân si gì đâu. Có câu chuyện thầy kể rồi đó, Đài Loan. Thầy còn Đài Loan. Có Phật tử, bà Phật tử có gặp ông thầy. Bà hỏi, ủa, lý do thầy, tại sao thầy xuất gia vậy? Cái ông thầy nói, tôi xuất gia tự muốn thầy để tôi nhiều tham sân si. Ôi trời, vậy hả? Con không có tham sân si gì hết á. Con không có tham sân si gì. Tội nghiệp. Thiện tài, thiện tài. Bà không tham sân si gì không? Có không? Tại sao bà nói không? Tại sao bà nói là không có tham sân si? Tại bà không thấy. Bởi vì sao đi tham sân si đâu thấy được tham sân si đâu. Tham sân si đâu thấy được tham sân si. Khi mình tham mình không thấy mình tham. Khi mình sân mình không thấy mình sân. Mà khi mình si mình không thấy si. Thành ra bà không thấy tham sân si là cái gì đúng không? Bà không có tham sân si. Và bây giờ bà không thấy. Mà hồi xưa trước khi thầy học Phật đó, thầy cũng không có tham sân si. Là bởi vì thầy không thấy. Chỉ khi nào thầy xuất sau những vài ba năm xuất gia mình mới thấy, ồ, thế là mình phiền não nặng dữ, hiểu bao nhiêu. Ông Phật đó, thầy nói thật, tâm sự đấy mẹ, rất là thật, 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 thật
Chỉ khi nào mình quán sát, mình phản tỉnh, mình thấy được mình có phiền não là rất là nhiều phiền não. Còn tham, còn sân, còn si đủ thứ. Không mấy năm sau nó vẫn còn vậy. Cũng như giống như đấy vậy, cục thần thần sắc này mày, thần kinh kia vậy đó. Nó cũng mòn thấy không, nhưng mà rất lâu, rất là lâu. Nhưng mà dĩ nhiên là mình không có bỏ cuộc được. Thì nếu quý vị tại sao biết là mình tiếp tục mình đi chùa thì mình học Phật, mặc dù mình biết mình còn phiền não nhiều, nhưng mà mình cố gắng mình tu luyện thì từ từ mình tiến bộ, thấy không? Nếu mà bỏ tâm Bồ Đề, nếu người không có bỏ phát tâm Bồ Đề đó, bỏ làm gì không phát đó, thì lành nào phát thắng án được, là cách nào mà. Là cái câu này có nghĩa là gì? Lành làm sao thắng án vậy là sao? Chấm hỏi nữa. Trong cái này hiểu phải hiểu cách khác. Chứ là không phải hai lần với thằng ác tính nhau rồi thằng lành nó thua ác, không phải vậy. Không phải, lành làm sao ác cái nghĩa là gì? Nghe cái nghĩa, nghe Phật nghĩa là gì? Không phải. Làm sao mà hàng phục được phiền não? Nếu một vị bỏ tâm Bồ Đề thì quý vị làm sao hàng phục được phiền não? Nhưng mà nếu mà thầy giảng dịch vậy thì nó quá dài, hiểu không? Làm sao đó ác là làm sao mà có thể hàng phục được phiền não, hiểu được không? Tức là phải phát tâm Bồ Đề, nhờ cái lực lượng của tâm Bồ Đề rồi mới có thể hàng phục phiền não được. Còn nếu mình tu theo các pháp thiện thế gian đó thì mình sẽ không bao giờ hàng phục được nó, mà từ sao mình còn bị nó chuyển nữa. Khổ là mấy người mà bố thí được giàu có, đi Mercedes được, coi trời ơi, lượt mũi họ cao bằng cái nhà đầu, họ đâu có ấy đâu. Tức là tăng sao? Tăng trưởng phiền não. Bởi vì đó, những cái hoàn cảnh đó, những cái nhân duyên đó là sao? Nó tăng trưởng cái ngã mạng, tăng trưởng cái phiền não thêm. Cái xã hội hiện giờ vật chất như là nó chỉ là đó, nó làm cho mình tăng thêm tham, tham sân, tham si. Là cái mà xã hội vật chất này là sự nguy hiểm cho cái đời sống tâm linh. Nhưng dĩ nhiên mình không có thể đi ngược được dòng nước. Là nếu mà quý vị không chịu thoát tâm Bồ Đề thì quý vị không thể nào hàng phục phiền não, là con quên nó không. Phật nhiều kiếp tư duy, tâm Bồ Đề là nhất. Đó là không có gì hơn tâm Bồ Đề. Chúng sinh đương vào đây thuận lợi được thắng lạc. Tức là Đức Phật biết rằng tâm Bồ Đề là bất khả tư nghi, là cao tuyệt hơn tất cả. Và chúng sinh chỉ có đương vào đây mới được cái thắng lạc. Thắng lạc này là cái gì? Là sự an lạc thù thắng. Tức là được tất cả quả lành xuất thế gian và thế gian. Vì nó giải thoát là một đích cứu cánh đi đến chùa, không đúng. Vì cầu quả báo xuất thế gian và đồng thời với cầu quả báo thế gian nữa. Còn hồi nãy quý vị nói giải thoát, quý vị cầu quả báo thế gian thôi, là quý vị đi con đường tiểu thừa. Quý vị cái đời sau phải giàu có, đời sau phải xinh đẹp, đời sau phải thế lực để làm chi? Hành Bồ Tát đạo. Thành ra hai người đại thừa là người không có đi cực đoan. Bên phàm phu đó chỉ hưởng vật dục, bên kia thì chỉ cầu mau mau thoát khỏi sinh tử. Bồ Tát để chứng giữa về trung đạo, có hai bên hết. Bởi vì sao vậy? Có phương tiện để mà độ chúng sinh. Còn nếu Bồ Tát nghèo quá, còn nói tôi không cần, đời sau là Bồ Tát là bố thí được không? Không, xấu xí không ai thèm nhìn mặt, nói câu nào ta không thèm nhìn nghe là sao? Phải trang nghiêm phải không? Cao lớn uy nghi rồi, có thế lực nữa, có bằng tiến sĩ hay là có gì đó để thiên hạ nhìn đấy. Bởi vì sao vậy? Thiên hạ thích gì? Thích danh, thích lợi. Thì Bồ Tát phải đem hai cái đó ra để mà dẫn họ vào đảo. Thành ra Bồ Tát phải có phương tiện, thành ra phải cầu hai thứ, phải không? Phải cầu xuất thế gian, cầu thế gian
thành nó phải sống bố thí thì giới vân vân, thấy không? Thành nó mình phải hiểu rõ mục đích của mình tu đại thừa, chứ mình cứ thêm cái môn tình hình thanh tăng hoài thì mình chớ có làm để giải thoát không thì cái thua liền. Muốn diệt khổ qua cõi cùng những sự bất an, những sự ba cõi thì như mới biết hết rồi thì ta cũng giảng mấy cái đó chi. Muốn hưởng sự an lạc xin đừng bỏ tâm này. Ở đây những cái lời rất là tha thiết, xin đừng bỏ tâm này, giống như là cầu khẩn mình, cầu khẩn mình xin quý vị đừng có bỏ cái tâm bồ đề này, mau mau phát tâm bồ đề và giữ nó kiên cố. Đức Phật có nhiều kiếp mà suy ngẫm để nói câu những câu nhiều cho vị này nghe. Kẻ tù phục sinh tử, nếu phát bồ đề tâm, tức khắc tên Phật tử trời người lên cùng cực. Kẻ tù ngục sinh tử là ai vậy? Chứ gì có phải kẻ tù ngục sinh tử không? Chắc gì đúng rồi thì nữa còn chắc gì. Nhưng mà mình nói sao đâu thấy mình tù không? Mình tưởng là bỏ vô trong cái lòng mới là tù. Mình bị trói buộc gì lắm, mình nhiều dây trói lắm chứ. Danh nè nó trói mình, lợi nó trói mình, rồi những người quyến thuộc trói mình, rồi những cái chức vị của mình nó trói mình nè, thấy không? Mình bị đủ thứ dây, bên đây nó kéo, bên kia nó kéo lại, nhưng mình cứ tung nhúng, thấy không? Nhưng mà cứ tung tăng mình đâu biết là người tù, vậy mình không ý thức, mình tưởng mình là người tự do, thấy không? Tự do dĩ nhiên, trong cái của cái phạm vi này đó, thấy không? Cái người tù họ được tự do chứ, trong cái gì? Cái phòng ba thước mà được đi tự do trong đó chứ đâu ai cấm gì đâu. Nhưng mà đối với mình thì họ là tù. Còn mình sao? Mình bị tù trong Houston nè. Ví dụ vậy. Đâu có thần thông tự tại đi qua cửa lẻ, đâu có thần thông tự tại đi qua những xứ khác đâu. Đâu muốn bay lên trời được đâu. Phải không? Chỉ như đi phi cơ được, nhưng mà chỉ như tự mình bay không được. Phải không? Ví dụ như gặp đứa con mình bệnh, mình cũng đứng bó tay thì mình làm gì? Mình cũng phải nhờ người khác rồi, mình đâu có làm gì cho nó nữa. Không, có gì thấy nằm ngay đơ thì lại nó mua gì đập lật cho họ thôi chứ đâu làm gì được. Phải không? Giờ phải cầu một lực lượng khác, đôi khi mình còn sao? Bất lực. Nhưng mà những sao? Hiu hiu tụi đó. Cho là mình cái làm. Thành ra đất này đối với cái các bậc thánh thì mình là người trong ngục sinh tử. Là bởi vì thứ hai là mình bị sinh và tử nó trói buộc. Cái đó quan trọng. Nếu mà quý vị phát tâm bồ đề rồi đó thì quý vị được gọi là Phật tử, liền gọi là Phật tử. Bây giờ cũng được gọi là Phật tử không, nhưng mà chưa chính thức. Ngày mai thì chính thức, ngày mốt cũng được chính thức. Trời người nên cung kính. Cái này trong quyển mà chỉ như trong cái quyển Bồ Tát Gia Bồ Tát Chế Kinh dịch thì có đoạn phẩm đầu tiên đúng có nói, thì đây chỉ nói lại ý đó. Thì đây là tức khắc tên Phật tử thì lấy cái quyển diễn nghĩa ra đọc, đọc cái này thì có thể đọc cái chỗ này hỏi tại sao mà nó được tức khắc tên là Phật tử. Thì nó ngày mai đó, ngày mốt đó, khi quý vị phát tâm bồ đề rồi mà quý vị đã thọ Bồ Tát giới rồi đó, đang thọ Bồ Tát giới thì sao phải thỉnh mười phương chư Phật đến. Đức Bổn Sư mình là Hòa Thượng và lần đầu rồi ngài Văn Thù, ngài Phụng, ngài Di Lặc là hai người, hai Bồ Tát Thọ Giáo Thọ và Bồ Tát A Tỳ Lê, rất là vinh hạnh. Và mười phương chư Phật đến đây làm tôn chức sư chứ không phải các thầy ngồi đây, các thầy ngồi đây chỉ là hình thức. Nhưng mà nếu không có các thầy đây, quý vị cũng có đặt giới được, làm cái môi giới cho quý vị được tiếp xúc với ở cái cõi khác. Thành ra đất cũng sự gì mà phát tâm bồ đề thọ bồ tát giới là một sự vinh hạnh vô cùng cho một đời người mình. Dĩ nhiên quý vị thọ hoài thế là cũng chán, nhàm chán, nhưng mà không thấy sự thù thắng, sự tăng thượng giới. Mà nghe quý vị cũng đã nhiều kiếp tu hành rồi mới đến nghe được, nghe đến người nghe nói những câu như vậy, thấy không? Tâm này thuốc luyện kia, dĩ nhiên là nếu mà thầy dịch tâm này là thuốc luyện kia thì nó xấu chữ rồi, thì nó nói đọc như vậy, họ hiểu như vậy.
tâm này là thuốc luyện kim, chuyển thân nhớp nhúa này, dùng chữ nhớp nhúa nghe hay không? Nhớp nhúa nhau sạch thấy mồ hôi như nhớp nhúa nghe thơm mình chết, phải không? Ngày nào cũng sức chịu thơm, ngày nào cũng là lấy là tuần lấy tuần hai tuần đi Mỹ viện lần sao thơm nhớp nhúa được. Dĩ nhiên là thấy có mắt phàm phu thì vậy thôi, phải không? Dĩ nhiên phải không? Nhưng mà nhớp nhúa này là sao? Không phải thân nhớp nhúa mà tâm còn nhớp nhúa nữa, tâm đầy dẫy tham sân si, đùi đủ thứ cẩn cẩn đủ thứ khổ não. Nhưng mà đây nói thân để mà biểu tượng thôi, thành thân Phật vô giá. Cái tâm bồ đề này nè, nó giống như là thuốc luyện kim. Dĩ nhiên quý vị biết ở bên Âu Châu hồi xưa nó, hoặc là đạo lão mấy ông tiên á, thấy không? Ông cứ dùng bên Âu hồi xưa nó kêu là có một cái khoa học nó môn học nó kêu là alchemy, tức là cái dung dương môn dùng những cái chất nào đổ vô sắt hay đổ vô chì nó biến thành vàng. Và dĩ nhiên nó không có thành công, phải không? Nhưng mà mong ước như vậy thì cũng như già mấy ông tiên cũng vậy, cũng là muốn chuyển đá mà hóa vàng, phải không? Thành ra mới có cái giai thoại là Lữ Đồng Tân đi học với lại ông tiên đó. Cái Lữ Đồng Tân mới hỏi thầy mình là thầy ông tiên gì cũng vui trong trong bát tiên đó. Thưa thầy, nếu mà con dùng cái điểm đá này, con điểm vô đá này, phép này điểm đá hóa thành vàng đó, thì cái vàng này nó thành vĩnh viễn là vàng, hay là mốt nó sẽ không thành vàng, nó sẽ trở thành đá. Thì ông thầy nói là cái phép này đó, ông điểm đá thành vàng á, nó chỉ thành 500 năm thôi. Nó sau 500 năm thì nó bán, biến trở thành đá. Thì Lữ Đồng Tân nghe xong nó, tôi không thành học này. Nó sao vậy? Giờ ông biến thành đá, ông xài gì thoải mái sao không học? Ông nói như vậy là lỗ như 500, cái người 500 năm sau. Chứ không nên cầm cục vàng, nó biến thành cục đá. Tội cho ông. Thấy không? Mà ông Lữ Đồng Tân ông phát thì niệm như vậy xong cái tự ông có thần thông liền, khỏi cần học. Ông từ cái thiện tâm rồi á, nó bắt đầu chuyển thành cái thần thông rồi. Có những người họ rất là sao biết quan tâm đến hát, còn mình thì sao học liền. Học liền, học gốc, thấy không? Học gốc hóa thành cục vàng càng nhiều càng tốt để bổ ngân hàng chứ. Còn 500 năm sau đâu cần biết ai ai, mình đâu sống để thấy mấy người đó làm chi, thấy không? Thành ra có những người cái tâm họ thiện từ căn bản, thấy không? Còn có ông Quang thiện này học không? Không, ông rất thanh liêm, ai mà thối lộ ông khiển trách nặng nề, trừng phạt không? 50 lạng vàng, 500 lạng bạc rồi là cái hôm bữa không ông cần thì cấp quá 2000 lượng vàng, không vàng vô giá nhận liền. Ông Hoàng Thanh Liêm á, cái người biết được nó ủa sao mà ông mà Thanh Liêm đó mà xưa giờ nó là ai mà thối lộ cho ông trầy, ông trách, ông phiền khiển phạt thôi. Sự Thanh Liêm của tôi, sự tinh linh của tôi chỉ đến 2000 lượng vàng, quá 2000 lượng vàng tôi chịu nổi. Tức là sao, đến chừng đó nó bị rung động rồi, tần số nó quá mạnh, thấy không? Kể liền chỉ có đến, thấy không? Còn tinh linh của mình đến bao nhiêu thì quý vị tự biết lấy, thấy không? Thầy cũng vừa dò tôi có quê là sự tinh linh của thầy đến bao nhiêu nữa. Những cái bài học chí dõm để cho mình biết là khó cái ba cái sự thử thách, rất khó. Thành ra vì cái này nè, tâm bồ đề này là thuốc luyện kim, nó chuyển cái thân giúp nhúa, tức là phong phu này nè, phiền não này nè, thành tâm và vô giá. Thành ra quý vị cố gắng xin gìn giữ tâm này. Hồi nãy là xin đừng bỏ tâm này, bây giờ xin gìn giữ tâm này. Nãy là xin mấy lần rồi phải không? Và nên nó nè,
Đạo sư dùng tuệ quán thân này rất quý báu, muốn ra khỏi ba cõi xin giữ vững tâm này, lập đi lập lại, lập đi lập lại. Thành thử muốn ra khỏi ba cõi này không phải là tụng kinh niệm Phật, không phải là làm bố thí công đức nhiều, vì làm cái đó vô ích nếu vì không có tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề này là cái nhân để thành Phật, mà thành Phật là sao? Ra khỏi ba cõi, bởi vì được lợi nữa. Là sao? Vì có hai bên công đức, thế gian và xuất thế gian. Trong khi mình bên thanh văn đó, họ xuất phát tâm xuất liên, họ chỉ một công đức ấy. Họ có công đức xuất thế gian nhưng mà không có công đức thế gian. Thế nên khi họ muốn chuyển tâm đó, họ làm Phật sự họ không làm được. Đâu có tài sản, đâu có một cái lực lượng thần thông phước báo nào mà làm. Thành ra phải sao? Lặng lẽ nhận Niết Bàn. Lặng lẽ nhận Niết Bàn. Đi trong âm thầm lặng lẽ. Thấy không? Quý vị có thấy được ở Phật giáo Đại Thừa, ai là người mà quý vị sống tôn sùng nhất? Ai? Quý vị tôn sùng ai nhất? Quý vị thích ai nhất? Mến ai nhất? Các vị Bồ Tát nào? Chỉ có Quán Thế Âm thôi. Là tại sao vậy? Là Bồ Tát ảnh gieo duyên cho chúng sinh, đến với mọi người. Chứ nếu mà lên núi ngồi thiền thì thôi thì kể nhầm, bây giờ Quán Thế Âm ai nhắc đến nữa. Nhưng mà dĩ nhiên là các ngài đó không có cầu danh, nhưng mà danh nó tự đến. Không cầu người cung kính, không cầu người cúng dường, mà người ta tự cung kính cúng dường. Việc làm như cây chuối sinh quả liền chết khô, tâm Bồ Đề sinh quả không chết lại tươi tốt. Tức là giống như cái việc làm thế gian của mình nè, mình cúng 5 triệu đồng thì muốn mình được 5 triệu đồng lại, hoặc ít hơn, hoặc nhiều hơn chút. Quý vị mà muốn mà phát tâm Bồ Đề, quý vị muốn mà được bố thí, mà được bỏ bó thù thắng đó, bạn có đạo biết không? Ít thôi, 50 thôi, 2 đồng cũng được. Đọc kinh Địa Tạng, trong kinh Địa Tạng có chỉ cách đó, hiểu không? Ở phẩm thứ mấy thì quên rồi, chắc phẩm thứ 12 đó, bố thí công đức hay là cái gì đó. Là Địa Tạng chỉ rõ ràng cái phương cách đầu tư sẽ ít, nhưng mà cái lời thiệt là nhiều. Thiệt là thấy không? Chiều nay hồi ra đọc kinh Địa Tạng liền không? Rồi, cái bồ, còn cái trong Bồ Đề nó sinh quả, nó càng sinh. Nó không bò hết. Có kẻ tuy phạm tội luôn thế lực không sợ. Nay, thầy dùng cái nếu này, thầy sửa là chữ nay. Nay có chỗ cứu vớt, kẻ sợ sao không ngừng. Tức là có người mà phạm tội nhưng mà họ luôn thế lực của ai? Vua nè, quan lớn nè, họ cũng không sợ. Bởi vì người đó có thể ân xá cho họ. Thì mình bây giờ có chỗ cứu vớt rồi nè. Ai? Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là chỗ cái người cứu vớt cho mình ra khỏi sinh tử. Mà tại sao mình không nương vào? Tâm này như kiếp lửa, sát na diệt tội ác, Di Lặc tỏ thiện tài, tâm này đức vô lượng. Cái tâm này nó giống như đời kiếp lửa là kiếp mà nó tâm thiên tài thế giới bị đốt sạch luôn đó. Thì nó diệt hết các tội ác của quý vị. Thì nên mình, thí dụ mình tu Đại Thừa, nó có nhiều cái con đường để mình đi. Vãng sinh tịnh độ là con đường, nhưng mà phát tâm Bồ Đề và tin tưởng vào nó, vượt trụ của nó, đó là một lượng lượng bất khả tư nghị. Mình có thể nương vào đó mình đi trong sinh tử. Còn nếu mà chỉ nghĩ là ồ, tu tội nặng phải giảng sinh tịnh độ liền tức khác, thì mình phủ nhận cái giá trị của tâm Bồ Đề này. Chỉ nhiên là mình không có phải mình coi thường sự tỏa sinh tịnh độ, nhưng mà mình biết rằng có một cái lực lượng khác có thể giữ vững mình trong sinh tử, mình thể tiếp tục làm thật sự mình không sợ, tức là tâm Bồ Đề này. Di Lặc tỏ thiện tài, tâm này đức vô lượng. Đấy là trong kinh Hoa Nghiêm nói như vậy. Thì đây là những cái sự giải thích quý vị có thể đọc. Làm sao? Đâu có 130? 130 đọc rồi không? Rồi đọc 30 rồi. Bây giờ 31. Bây giờ tóm được. Tóm lược, tâm Bồ Đề được phân làm hai loại là tâm Bồ Đề nguyện và tâm Bồ Đề hành.
như người định ra đi và người đã dấn bước cũng thế, nên hiểu rằng hai tâm khác như vậy. Tức là một người dự định ra đi thôi, và một người đã trên đường đi, thì cái tâm Bồ Đề nguyện đó, tức là lúc mình đầu tiên lên hội Bồ Tát giới đó, có nguyện từ đây đến cùng tận vị lai thế hành Bồ Tát đạo, lợi ích tất cả chúng sinh, đó là Bồ Đề nguyện, đó là khởi điểm cho mình, chứ chưa phải là hành Bồ Tát hạnh. Sau khi phát cái nguyện rộng lớn như vậy rồi thì không phải ngồi đó rồi ở vậy thôi xong rồi đủ, không phải. Tại sao phải? Phải làm các tất cảnh công hạnh của Bồ Tát, thì lúc đó gọi là tâm Bồ Đề hạnh. Thì cái thí dụ là một người đã ra đi, một người đã được mới định ra đi thôi và người đã dấn bước, thì người định ra đi đó là tâm Bồ Đề nguyện, và người đã dấn bước tức là Bồ Đề hạnh. Nguyện tâm trong sanh tử tuy sinh quả là lớn, nhưng không bằng hành tâm tương tục tăng phước đức. Tức là cái gì, khi phát tâm Bồ Đề thì quý vị được phước đức vô lượng rồi, bất khả tư nghị rồi, nhưng mà nó vẫn không bằng hành tâm, nó đi sắp. Quý vị biết tiếp tục hành Bồ Tát hạnh thì quý vị tiếp tục tăng trưởng phước đức tương tục, tương tục, tương tục, là tương tục như thế nào? Chừng nào nguyện độ hết chư hữu tình vô biên, lập chí không thoái chuyển, thọ trì hành tâm này, tức là ngày mai bắt đầu, ngày mốt là quý vị sẽ, chừng nào tới lần trước lúc mà mình thọ Bồ Tát giới, phát Bồ Đề nguyện, tức là chừng đó đó, tức là quyết nguyện độ hết chư hữu tình vô biên, quý vị lập chí không thoái chuyển, thọ trì hành tâm này, thì tới sau từ lúc đó trở đi, dù ngủ nghe phóng dật tương tục sinh phước đức lượng nhiều như hư không. Quý vị làm thọ Bồ Tát giới xong, quý vị ngủ trong giấc ngủ, quý vị không được phước như thường. Cái đó là sự bảo đảm của nó, không phải nói dối. Bởi vì cái đó nó giống như cái, bởi vì cái đó nó giống như cái mầm nó đã trong cái tâm của mình tiếp tục tăng trưởng, mà khi mà tâm Bồ Đề nguyện, tâm Bồ Đề hành vẫn tiếp tục diễn biến trong cái tâm của mình, thì mình cứ tiếp tục thu thập phước đức dễ dàng nhẹ nhàng, thấy không? Tu hành đâu có khó đâu, phải không? Vì người tên Tiểu Thừa Phật trong kinh Diệu Tí nói đến sự hợp lý lợi ích của tâm này, chỉ muốn mong trị lành chúng sinh bệnh đau đầu, khởi tâm lợi ích này được phước vô cùng tận. Tức là cái người mà chỉ khởi lên một niệm là trị cho chúng sinh bị đau bệnh đau đầu thôi đó, đã phước vô cùng tận rồi. Huống chi trừ hữu tình vô lượng sự khổ đau, là thành tựu hữu tình vô lượng chư phước đức. Cái người mà mới phát một điểm là trị là bệnh đau đầu cho chúng sinh thôi, mà được phước vô lượng, huống chi là mình là người phát tâm trừ cho tất cả hữu tình, tất cả sự khổ đau, và thành tựu cho họ tất cả sự phước đức, thì cái này nó vô lượng, vô nguyên, vô tận. Thật ra thì cái mà trang 34 diễn nghĩa thì lúc thầy đọc thì có cái thí dụ là bổn sư trong kiếp trước là một con gái cũng bị trưởng giả lực từ đồng tử, thì có thể đọc được. Mẹ cha hay kẻ nào có được tâm như vậy, dù tiên trời cổ dục phạm thiên cũng không có ai có được cái tâm này, tức là tâm Bồ Đề, không có ai có thể làm được. Bọn họ chưa từng nghĩ giải thoát cho chính mình, huống khởi tâm lợi ích giải thoát cho chúng sinh. Kẻ khác còn chưa từng phát khởi tâm tự độ, sinh tâm trân quý này, tức là tâm Bồ Đề này, ít có chưa từng. Tâm Bồ Đề trân quý nhân của sự an lạc, mưa cam lộ trừ khổ phước đức thật khôn lường. Chỉ nghĩ lợi chúng sinh phước hơn cúng dường Phật, huống cần cầu tinh tiến lợi lạc hơn khổ tình. Thì nếu quý vị cứ đem đi cúng Phật, quý vị được nhiều phước, nhưng quý vị không nghĩ rằng thì phát tâm làm thở chúng sinh, cái phước đó đó còn hơn cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Đời Phật không cần nữa. Vì không cần cái sự cúng dường đó, chúng sinh đang cần. Mình không cúng cho người đang cần, mình cúng dường cho người không cần, phước ít mình ít. Nhưng mà mình thích sao? Thích ở kia kìa, chứ thích ở dưới đây, nó nói mình cái lệnh đẹp. Hay ta sao phát tâm Bồ Đề là phải nhìn những chúng sinh khác chưa? Chúng sinh muốn trừ khổ, trái lại tăng thêm khổ, kẻ ngu tuy cầu vui giết, vui giết thù. Cái đó là tại sao thì với kẻ thiếu niềm vui, cuộc sống nhiều khổ não,
trong này đến an lạc, dứt khổ đau lại còn trừ ngu si cho họ. Có lần nào như vậy, có lần sự, có bạn nào tốt hơn, có phước nào như thế. Có kẻ chỉ trả ơn còn được người tán thán, huống gì người chưa nhờ Bồ Tát tự đến giúp. Có kẻ tâm bỏng sẻn đem chút cơm cho người để họ qua cơn đói, còn được người đời ca ngợi. Huống chi hường bố thí, niềm vui của chư Phật đến vô biên hữu tình làm cho họ mãn được. Thấy không? Ta tháng công đức của Bồ Tát khủng khiếp. So sánh không? Có người họ thấy một người đói, hoặc là vài người đó họ đem chút cơm bố thí cho, mà còn tưởng nhà này người này là người từ thiện. Đây là ấy không? Ví dụ như ông Bill Gates, ông lấy tiền cho vài tỷ đô la thiên hạ, cho đây là đại từ thiện, ví dụ vậy. Nhưng mà đâu biết là cái người mà phát tâm Bồ Đề, cái công đức họ còn gấp vô lượng so với những người như vậy. Đối với Phật tử này, nếu ai sinh ác tâm, Phật nói mỗi niệm ác đọa địa ngục một kiếp. Tức là ngày mai, ngày mốt đó, mà bị thấy một Bồ Tát thì khởi một niệm sân hận, một niệm thôi, một kiếp địa ngục, hai niệm hai kiếp địa ngục. Thấy không? Thành ra cố gắng thấy Bồ Tát phát tâm, khởi tâm từ bi. Người nào sinh kính tâm được quả lành vô lượng, Bồ Tát được phàm lạc, tăng phước không phàm nổi. Tức là cái Bồ Tát mà khi họ gặp hoạn nạn, họ không lâm ra cái cảnh đó, họ luôn giữ vững niềm tin Bồ Tát Bồ Đề, họ giữ họ lại, họ không tiếp tục phạm lỗi, thành ra họ còn tăng phước được. Cái đó là thử thách làm cho họ càng lúc càng được tu luyện, và họ càng tăng trưởng cái phước đức của họ. Nay con xin kính lạy cái phát tâm Bồ Đề cùng quy nhất Phật ban kẻ thù an lạc. Tức là ngài Tịnh Thiên, nếu mà ai với ngài mà chủ nhật phát tâm Bồ Đề đó thì sẽ được ngài Tịnh Thiên kính lạy, hiểu không? Nhất là những bậc mà ban cho kẻ thù an lạc thì ngài sẽ thờ điều đó làm thầy. Bởi vì là Phật bây giờ cũng có từ nhà thứ nhất thì ngồi hướng, và chiều nay mình sẽ nói tiếp. Cái câu 25 mà kẻ khác còn chưa từng phát khởi tâm tự độ, tâm tâm trên dưới này ít có chưa từng gặp, chúng ta cho rõ chút xíu rồi. Tức là cái người mà thường á, người phàm phu á, họ còn chưa phát tâm tự họ giải thoát nữa, thấy không? Tức là họ đam mê ngũ dục, họ đắm đuối sinh tử, họ chưa bao giờ phát tâm tự họ độ họ nữa, huống chi là độ người khác. Có hiểu không? Tức là có những người bỏng sẻn, ví dụ như họ tìm, họ còn không chấm ăn nữa à, huống chi là bố thí cho người khác. Thì cái người mà phàm phu đó, họ chưa hề nghĩ đến sự tự độ, họ độ ra, thoát ra khỏi sinh tử, huống chi là họ độ người khác. Sinh tâm chân quý này ít có chưa từng gặp. Sinh tâm Bồ Đề này nè, cái tâm tâm quý này, tâm Bồ Đề này, cái những người đó rất là khó khăn, ít có, nghe không? Thì để mình hồi công đức. Nga đem tâm tự độ, để chúng sanh xin mời toàn thể đại chúng đồng đứng dậy chắp tay trang nghiêm.